Ok. Sinh ngày dương lịch. Của con là 18/8/1986 ạ. Mấy giờ? Lúc trước mẹ con bảo lúc là gần 11 giờ trưa, lúc kia là gần 12 giờ trưa. Và con sinh ở bên Tiệp thế ạ. Ồ thế à? Vâng, còn bây giờ con đang vẫn sống ở Việt Nam từ lúc mà hơn 1 tuổi ạ. Thế con sinh bên Tiệp thì lúc ở Việt giờ Việt Nam lúc đấy là mấy giờ? Thì là trừ đi 6 tiếng thế ạ. Con trừ cũng phải xem là mấy giờ. Thì đấy, một cái là gần 11 giờ, cái 12 giờ thì trừ là một cái là 5 giờ ạ. 5 giờ theo một cái là gần gần 6 giờ ạ. Một cái 5 giờ, một cái 6 giờ gì? Vâng, Sáng gì? vâng ạ. Sáng gì? Thì chiều đấy ạ. Chiều. Một cái 17, một cái 18. Rồi, ok. À, nhà con có mấy anh chị em? Nhà con có hai đấy ạ, con có một em gái ạ. Vâng. Con lấy vợ chưa? Con chưa ạ. À, đang làm nghề gì? Con làm ở công ty, nhà con là về máy xây dựng ạ. Máy xây dựng à? Vâng. Làm ông chủ chưa? Dạ, con còn chưa ạ, bố con ạ, con thì quản lý chưa ạ. Vâng. Con cao mét bao nhiêu? Con cao mét 7 ạ. Có một là em gái nữa hả? Vâng, con có một em gái ạ. Ừ. Cao 1m7, chậm vợ. Con thay nhiều công việc chưa? Đổi nhiều việc chưa? Con thì chưa, nhưng mà con học từ lúc học đại học mấy năm học đổi linh tinh chưa, nên lúc đầu con học thi thạo kinh tế mà không đủ điểm thì con lại học thạc kinh tế, về sau con lại học thêm ngành quản trị kinh doanh. À, vâng xoay nghề như thay áo đúng không? vâng con cũng chưa thay thay nghề mà chỉ học 2 năm nữa. Ừ. Vâng. Thầy thấy lá số của con là sinh vào sau 17 giờ. Vâng. Ừ, về Việt Nam. Vâng. Và lá số của con là cung mệnh có cái sao cự môn. Vâng. Và vì cuối cùng con hay thay đổi công việc ấy, vì dựa vào cái dữ Vâng. liệu đại học của con là cái sao thiên đồng là hay thay đổi lắm, học ngành linh tinh Vâng. đến nó thì nói đến cái nghề của mình thay đổi liên tục. Vâng. Tiếp nữa là con có em gái Vâng. rồi, giờ 32 tuổi vẫn chưa lấy vợ bởi vì có sao cô thần chiếu mệnh mà Vâng. cô thần quả tú là chậm vợ. Ừ. Mã số của Vâng. con thì sẽ tương đối đẹp trai bởi vì có sao thiên khôi thủ mệnh, hai sao phúc đức thiên đức tại mệnh, nói đến tử tế, Vâng. người tử tế. Nhưng mà mệnh của con là cự môn gặp tuần nên nửa đời đầu trục trặc vất vả và sau 33 tuổi thì mới thành công rực rỡ được. Vâng. Ừ. Nhưng con thấy là lận đận không, từ 23 đến năm 32 lận đận đúng không, Vâng, đúng rồi hết ạ. nọ hết kia. Tiếp nữa là thân cư thiên di bởi vì con sinh ở bên nước ngoài nhưng lại về Việt Nam, đã sống xa cái nơi mình sinh ra. Vâng. Ừ. À, con lại có sao trong lá số tử vi của con thì cái sao cung quan lộc là công việc của con ấy, Vâng ạ. nó có cái sao hóa lộc ở đấy nên là tham gia buôn bán kinh doanh tương đối tốt. Nhưng Vâng. mà sao thiên không đóng đấy là đang học trường này nhảy trường khác, đang học trường này đứt nhảy trường khác, Vâng. và trong công việc của con cũng thế, hay bị như thế lắm, sau Vâng. này cũng thế nhá. Vâng. Hay phải thay đổi, xoay phương án. Còn tình duyên thì đào hoa gặp thiên không nên là sớm ở tối tàn. Vâng. Ừ. Cung phụ mẫu của con thì liêm chinh thiên tướng đóng đây thì cha mẹ rất giỏi giang nhưng mà khắc khẩu. Vâng, đúng rồi, con thấy cảm thấy không không hợp với lắm, mặc dù là con cũng rất dễ tính, nhưng bố mẹ con cũng thế, cũng không hiểu sao mà Ừ. cháu
thế nó không được hợp lắm. Rồi. Kiếp trước con là người tu tập tốt, học hành tốt và rất tài ba, nên kiếp này con sau 33 tuổi con sẽ lấy được rất nhiều kiến thức từ tiền kiếp dùng lại cho kiếp này đấy nhá. Vâng ạ. Tự nhiên xuất chúng đấy, sau 33 sang năm trở ra là xuất chúng rồi. Sang năm 33 trở ra con lại có vận thái tuế đại song hao này nữa, để dịch chuyển liên tục để tham gia vào buôn bán đất cát điền sản và xe máy móc, cũng là cái điền sản này đấy, cũng điền trạch đấy, tham gia buôn bán máy móc công trình lớn. Có số làm ăn lớn từ năm 33 trở ra. Cùng huynh đệ thì anh em lúc hợp lúc xung. Cung nô bộc của con thì đang triệt, nên là sau 33 tuổi thì cái người giúp việc của con mới nhiều và quyền lực của con mới lớn. Và sang năm cái cung thiên di của con là cái, nghĩa là xã hội phải công nhận con rất giỏi, bởi vì lâu nay đang triệt thiên di, nên là mặt trời đang gặp báng mây che, nhưng sau cái sau triệt này đi thì mặt trời sẽ lộ ra, và con là một người có thái dương rực sáng cộng với nhật nguyệt sao thái âm từ cung phu thê chiếu rực vào cung thiên thân của con ấy, thì con sẽ là người vô cùng thành công, nhất là về tiền tài. Đấy. Cùng sức khỏe của con thì yên tâm, sẽ tương đối tốt, bởi vì có lực sĩ Kình Dương đóng ở đây thì sau này còn khỏe mạnh còn chán. Cung tài bạch có thai thiên cơ thì sao thiên cơ cũng không chủ về mạnh để kiếm tiền, nhưng mà tư vấn quân sư cho họ để kiếm tiền thì được, nhưng mà sau 33 thì cũng nhanh nhanh nhẩu chuyện kiếm tiền, nên là từ sang năm đến ra thì con tiền tài tốt. Đại vận sang năm có sao tất sát, đã có sự chuyển biến lớn của cuộc đời con, gặp với chòm tử vi thiên phủ từ cung con rực sáng chiếu thẳng vào cung đấy, khiến cho con sẽ kiếm được nhiều tiền và làm nhiều việc lớn. Đấy. Vợ thì sau này con lấy vợ vô cùng đẹp, đẹp như hoa khôi luôn. Trong lá số này vợ đẹp lắm nhá. Cái mệnh của con thì tầm bao tuổi mới lấy vợ này? Của con thì tí xem nào. Ba mươi lăm tuổi con nhá, ba mươi lăm tuổi lấy đẹp, ba mươi lăm, ba mươi lăm lấy vợ đẹp lắm, con là vợ đẹp, siêu đẹp, con khôn, con có tử vi thiên phủ mà, đẻ ra con giỏi lắm, con là số vợ đẹp con khôn, mỗi tội trọng vợ thôi. Okay. Nhớ là ở đại vận 33 đến 42 tuổi thì cẩn thận bị lừa mà mất nhiều nhà cửa đất cát xe cộ đấy nhá. Hết sức cẩn thận, bởi vì không kiếp nó chiếu ở đấy nó rình rập, nó có thể mất trộm mất cắp rồi lừa đảo và bị mất. Công việc thì tốt đấy, nhưng mà sẽ bị lừa mất nhá. Rồi 43 trở ra công việc của con lại bắt đầu ổn định, rồi lúc đấy tham gia kinh doanh còn nhiều nữa. Hiện bây giờ đang ở con ở đâu? Con ở chỗ gần bệnh nhân viện, ở chỗ khu thị định công đấy ạ. À, khu thị định công à? Vâng. Ok. Vâng. Có điều kiện thì hóa giải sao cô thần nằm cung thiên di đi, để sớm cho lấy vợ cho nó tốt. Vâng, anh nghĩ là con có một thời gian thì con học thầy thêm. Thầy cải vận nhân như là con thầy trên khó vậy. Ok. Hôm nào qua đây? Vâng. Định công mà. Vâng. Thì con làm buôn bán kinh doanh ngày nào cũng cứ buôn bán kinh doanh được ạ. Con có sao hoa lộc chiếu mệnh mà sợ gì? Vâng. Hoa lộc này là cái sao chủ về cơm đoán kinh doanh tốt nhá. Vâng. Con hỏi gì về thầy cho thầy, thầy nói cho nào. Thì năm nay của con nó thế nào thầy? Năm nay của con thì được sẽ được học tập một cái gì đấy tốt, được thêm chức sắc quyền lực, được giao thêm nhiều nhiệm vụ, và năm rất là đẹp của con, mỗi tội là tình duyên lận đận thôi. Năm nay khó mà yêu được ai lắm, yêu thì bỏ. Yêu thì đến trước Tết cũng chia tay. Rồi cứ mạnh dạn em nhá, năm nay là bước đệm tốt để sang năm con học tập tốt, để con sang năm con phát triển công việc đấy. Thì còn điền trạch là về đất đai nhà cửa thầy, điền trạch là đất đai nhà cửa,
Trong cái lá số này thì con thì cung đất cai, nhà cửa con phong thủy không được tốt lắm. Bởi vì đại hao gặp địa không ở đấy là ở cái đất đấy không giữ được tài, không giữ được tiền. Nên có sự can thiệp phong thủy vào đấy thì sẽ tốt hơn. Còn cũng cần anh là về sức khỏe rồi nhỉ? Sức khỏe thầy nói lúc nãy rồi, sức khỏe con tốt mà. Vâng. Yên tâm. Vâng. Nhá. Vâng. Lá số con tương đối đẹp. Rồi đầu trước 33 chắc trở thôi, nhưng sau 33 sẽ thành công rực rỡ nhá. Vâng. Ok, không hỏi giờ thì thôi thì thầy sẽ gửi cho cái video này. Vâng, thế thì bây giờ có câu câu hỏi sau thì con hỏi con mail sau đấy ạ. Ừ, rồi. Vâng, thầy, vâng. Chào con nhá. Vâng, con chào thầy ạ. Ok. Từ Việt Nam xin kính chào các bạn. Để được xem các video chuyên sâu hơn thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký vào kênh Tử Vi Việt Nam thì sẽ xem được những video nhiều hơn, video hơn. Có những cái video thì Tử Vi Việt Nam không public cho nhiều người xem, nhưng chỉ có người nào đăng ký vào kênh thì mới được xem thôi. Nên các bạn cố gắng nhấn vào đăng ký đấy, hoặc là subscribe để được nhận được các bài tốt hơn nữa, chuyên sâu hơn. Các bạn nhớ đăng ký nha.